Sáng ngày 17 tháng 6, đoàn công tác do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng báo Giao thông nhân ngày kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Bày tỏ niềm vui được đón đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm và chúc mừng, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập báo Giao thông đã báo cáo với đồng chí Lại Xuân Môn và các đồng chí trong đoàn công tác những nét nổi bật và phát triển của báo Giao thông trong thời gian vừa qua. Trong những năm vừa qua, báo Giao thông đã không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, ngày càng phục vụ bạn đọc tốt hơn. Trong 10 năm qua, báo đã có 8 năm đoạt giải báo chí quốc gia. Báo Giao thông luôn chấp hành tốt mọi thông tin chỉ đạo từ Ban Tuyên giáo Trung ương để đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất. Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ niềm vui của những người làm báo trong ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Trung ương cho rằng, với lịch sử 60 năm của mình, báo Giao thông đã thực sự góp sức đi trước mở đường trên mặt trận tư tưởng, gần đây nhất là trong đại dịch Covid-19. Báo chí đã thể hiện vai trò to lớn trong phòng chống dịch bệnh. Nhiều phóng viên không ngại gian khổ để vào tâm dịch tác nghiệp, trong đó không ít là những phóng viên, biên tập viên của báo Giao thông. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập báo Giao thông, bày tỏ sự trân trọng, vinh dự và vui mừng khi Phó trưởng Ban, Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cùng đoàn công tác đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Giao thông. Ông Kiên khẳng định, trong hơn 2 năm đại dịch Covid-19, báo chí đã chịu tác động lớn, nhiều cơ quan báo chí đã phải cắt giảm thu nhập. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, báo Giao thông vẫn giữ được tăng trưởng.